ô tô, xe buýt, tàu hỏa là những phương tiện đi lại phổ biến của hầu hết người dân trên thế giới. Tuy nhiên, giới dân văn phòng sống ở thành phố Basel của Thụy Sĩ bơi qua sông Rhine để về nhà cũng là một hình thức được nhiều người ưu ái. Bên cạnh nhu cầu về vận động giải trí, nhiều người xem đây là một hình thức đi lại giữa nhà và công sở. Những người bơi lội ở sông Rhine đều mang theo một chiếc túi hình con cá. Để đồ đạc không bị ướt, họ gói tất cả vào một chiếc túi khô, nhảy xuống nước và tự thả nổi bản thân cùng hành lý. Trước giờ đi làm và sau khi tan sở, người lớn, trẻ em, thậm chí là những chú cún cũng tham gia tự thả trôi qua sông Rhine. Gần khu vực sông có những cabin nhỏ được xây dựng đặc biệt để làm phòng thay đồ. Ngoài ra thì một số phòng tắm và nhà vệ sinh cũng mọc lên dọc theo tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Hành động này khiến cho không ít khách du lịch khó hiểu nhưng tạo nên sức hút cho thành phố Basel. Tuy trông khá yên bình và tĩnh lặng, nhiều người dân địa phương lưu ý rằng Rhine là một con sông lớn, dòng chảy mạnh, nhưng ai có ý định bơi qua đây đều phải tập thích nghi dưới nước trước khi thực hiện.